rất vui khi em được gặp lại quý anh chị trong video ngày hôm nay. À, hôm nay thì em đang đứng ở tại vị trí là ấp Long Đại, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Giới thiệu đến chị một lô đất mặt tiền đường Long Đại Long Phú và quy hoạch lộ giới 30m. Đất của mình sẽ là mặt tiền đường này. Cái hướng mình đang quay đó là hướng chạy ra chợ Long Vĩnh luôn. Di chuyển về chợ Long Vĩnh chỉ khoảng 500m và về trung tâm của xã Long Vĩnh là khoảng một cây số. À, con đường này là một trong những tuyến đường lớn thuộc khu vực xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngày hôm nay trong video này sẽ giới thiệu quý anh chị ba miếng đất. Đây là miếng đất đầu tiên với cái diện tích là 20m. Miếng đất kế bên mặt tiền sẽ là 13.74m và bên trong sẽ có một công ba đất là không có đường vô. Nó sẽ nói liền hai mảnh đất này để cho quý anh chị Dễ hình dung được vị trí của 3 miếng đất ngày hôm nay đang kêu bán đồng loạt thì em sẽ biên tập lại một số cái hình ảnh của sổ 3 miếng đất này và chia sẻ cái vị trí để quý chị khi ra thực tế em quay là dễ nhìn và dễ hình dung hơn nha. Thì đầu tiên quý chị thấy trên màn hình đó nó sẽ có vị trí là số 1, số 2, số 3 là nằm trùng với cái diện tích thực tế bên ngoài. Cái mặt tiền đường nhựa Long Đại Long Phú là nằm ở cuối màn hình ở dưới đó quý chị. Miếng đầu tiên thì sẽ là miếng 20m mặt tiền đường nhựa, bề sâu của nó vào là 65m. Và trên miếng đất này thì nó đã có 100m vuông thổ cư, còn lại là cây hàng năm. Tổng diện tích của nó là hơn một con ba đất nha anh chị. Rồi, cái miếng nằm bên phải thứ hai cũng nói liền cái miếng 20m này, thì là mặt tiền 13.89, dài vào cũng là hơn 103m hậu rất là dài và cái mặt hậu thì nó là 12.28 đó cũng sẽ tấp hậu một xíu à, miếng thứ ba là cái miếng à, nằm cuối cùng diện tích của nó là hơn 1. 1398 m vuông nó sẽ là cái đích của hai cái miếng đầu này nè của anh chị hai miếng đầu mặt tiền nè thì nếu anh chị mua miếng thứ nhất với miếng thứ ba thì đã của mình sẽ là nở hậu rất là lớn hoặc là mua miếng thứ hai với miếng thứ ba thì cũng là thế nở hậu hoặc là mình mua luôn ba miếng này thì tổng diện tích quý anh chị có thể sử dụng là hơn 4.000 mét vuông trong đó đã có 100 mét vuông thổ cư sẵn sàng để xây nhà ngoài ra thì khoảng sân trống mình có thể lập vườn đầy đủ trên thế đất ngày hôm nay rồi thì bây giờ mình đi vào thực tế để sâu sát hơn vấn đề nha quý anh chị đây là cái mặt tiền đường Long Phú Long Đại của mình quy hoạch lộ giới 30 m em sẽ đi sang đường bên kia quay vào lô đất đầu tiên từ vị trí này kéo dài qua là 20m đấy và từ vị trí này kéo xuống là 65m mặt hậu của nó sẽ là 10 ta hơn 18m tổng diện tích của nó là hơn 1 con 3 và đã có 100 mét vuông thổ cư ở phía sau mình là có gần 1.398 mét vuông gần 1 ngàn là đất được đó là nó liền với cái miếng 20 mét này tiếp tục à, bước sang cái lô mặt tiền thứ hai là nằm bên vị trí này từ cái góc cột phân ranh này nè quý anh chị, đã được cắm cột rõ ràng. Mình kéo dài qua sẽ là 13.89. Còn chiều dài xuống nó sẽ nói liền với cái miếng ở phía dưới là lên đến gần 103 m. Và trên đây là cây hàng năm chưa thổ cư. Quý anh chị mua miếng nào cũng được nha. Thì cái miếng mà 1398 m vuông ở phía sau đó sẽ là miếng có thể kèm theo một trong hai miếng ở trên đây để dẫn thẳng cái đường vào thế đất của mình sẽ là thế đất nở hậu và sẵn sàng để quý anh chị xây nhà nghỉ dưỡng đây à, là bên trái là một cái miếng 20 mét mặt tiền bên phải là một cái miếng 13.89 thế đất ở đây là thế đất ngang mặt tiền đường tại vì miếng này đã được chủ móc đất ở phía sau lên để đắp lên cái nền này ngang, ngang với mặt tiền đường và sẵn đây thì em xin báo giá để quý anh chị đỡ mất thời gian. Cái miếng này chủ sẽ bán là 75 triệu 1 mét. Thì vậy chi, quý anh chị lấy 20 mét nhân cho 75, nó sẽ là 1 tỷ rưỡi. Còn cái miếng đất cái bên này, chưa có thổ cư, nhưng mà hậu nó lên hơn 100 mét. Thì sủ sẽ bán cái miếng này là 70 triệu 1 mét. Thì quý anh chị lấy cho 13.89 nhân cho 70 triệu 1 mét nó sẽ ra là 972 triệu. Đấy, hai lô phần trên có thông tin sẵn sàng. Một miếng có thổ cư là 75 triệu 1 mét còn một miếng chưa thổ cư sẽ là 70 triệu 1 mét Đây, mình đi gần hết cái phần ranh giới phía dưới của lô đất à, ngang 20 mét mặt tiền. Còn ở phần bên hông thì đã được phân ranh rõ ràng. Nói chung thì lô đất này trong ba lô đất ngày hôm nay, quý anh chị mua lô nào cũng được còn à, giả sử nếu quý anh chị thích được cái lô ở sau lên đến gần một công tư á thì mình sẽ mua một miếng ở ngoài mặt tiền để có cái đường vào đây là vị trí phân ranh cuối cùng của lô đất đầu tiên 20 mươi mặt tiền đường nhựa có 100 thổ cư cây cọc này là cây cọc chôn sâu quý anh chị phân danh lộ giới rõ ràng đây kéo qua phải là 20m kéo qua trái là cái miếng 13.89 cái hậu của miếng 13.89 này nó dài đến hơn 100 thì mình kéo dài xuống phần phía sau này nha còn quý anh chị thấy được cái khoảng không em vừa chỉ tay á là cái bào bao ranh của cái miếng gần một công tư đất là cái miếng thứ ba cuối cùng mà không có đường vào thì hiện tại chủ đang kêu bán tổng diện tích cái miếng này à, là hơn 1.000 mét vuông sẽ là 200 triệu toàn bộ quý anh chị mua cái miếng hai chục mét mặt tiền nó liền với miếng này để thành ra một cái miếng nở hậu phía sau cũng rất là đẹp thì mình chỉ thêm 200 triệu nữa thôi hoặc là mua cái miếng 13.89 nó sẽ nó liền cái miếng một công tư phía sau này cũng quan là thấy nở hậu thì mình dọn dẹn mình chỉ thêm 200 triệu nữa thôi là được sở hữu miếng này còn đây là cái hố mà chủ nhà đã đào để lắp đất cái phần miếng hai mặt hai chục mấy mặt tiền như lại cái miếng 13.89 nâng nền cho nó cao lên ngang mặt tiền đường và chủ có dự định là làm cái ao này ao cá nhưng mà do kinh tế khó khăn nên cần kêu bán cho anh chị xem lại cái mặt bằng đất ngày hôm nay trống trải thoáng mát và tất cả được phân nên rất rõ ràng đây là cái hậu của cái miếng 13.89 mặt tiền đấy anh chị dài xuống đến 103m và được cắm cọc phân ranh rõ ràng à, em phân tích tới đây nếu quý anh chị nào chưa có nắm rõ thông tin thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại của em để em có thể giải thích tận tường hơn về ba miếng đất này đây là cây cọc phân ranh cuối cùng của lô đất à, gần một công tư đất không có đường vào cũng như là cái hậu của cái miếng 13.89 và đến xuống 103 mét hậu đều được à, phân ranh rõ ràng hết với cái dừng mít cái bên và dừng tràm cây mít ở vườn người ta phía sau thì đang cho trái chịu quả nha đó là thông tin ba miếng đất ngày hôm nay để anh chị có thể tham khảo cũng như là chọn lựa cho mình những cái sản phẩm tốt nhất trên bất động sản tại tây ninh đây là một bằng và bây giờ thì em sẽ di chuyển từ vị trí ba đất mình để đi về khu vực phía hai bên một bên là quẹo trái để vào khu sống đông dân cư có trường học có quán ăn sinh thái à, còn quẹo phải là về ngay chợ Long Vĩnh cách đất mình chỉ khoảng 500 m và về ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh cách đất mình một cây số một con đường rất là đẹp đúng không anh chị lộ giới quy hoạch lớn bằng phẳng rồi thì bắt đầu mình chạy vào bên trong trước nha từ vị trí đầu đất À, hiện tại thì em đang chạy ngược à, nắng cho nên là nó hơi tối quý anh chị à, xem thông cảm à, từ vị trí này quý anh chị chạy vào bên trong thì nhà cửa hai bên rất là đông đúc ngoài ra thì có trường tiểu học à, thánh thất đây là một cái thánh thất nè rồi à, bên trong thì có quán ăn sinh thái đầy đủ các à, tiện ích gần trần khu vực này và cái giá mà để đầu tư bất động sản tại uh, xã Long Quỳnh, Châu Thành tây ninh ngày hôm nay thì nó bắt đầu uh, có hơi hướng uh, nhỉnh lên một xíu so hơn với bến cầu. để anh chị xem cân nhắc nha. Đây, cái hướng em đang chạy vào là cái trường uh, tiểu học, qua một quán tập hóa rất là lớn ở khu vực này và kế trường tiểu học luôn. Giá đất ở xã Long Quỳnh rất là giá trị uh, và vị trí này thì hiện tại cũng sẽ là một trong những cái nơi đầu tư bất động sản đón hướng tiếp tục tốc độ phát triển của bất động sản Tây Ninh. Đường này là đường dòng nằng Long Vĩnh, có tên đường hết các anh chị. Và cũng bắt đầu từ vị trí 3 miếng đất của mình để đi ra hướng DT 786 đục ngay chợ Long Vĩnh. và cái 3 miếng đất ngày hôm nay mình có thể xây dựng một cái căn nhà ở trên đất tại vì đã có thổ cư rồi ngoài ra lập một mảnh vườn lớn thì à, em sẽ cộng tổng cái giá trị nếu như quý anh chị mua 3 miếng đất ngày hôm nay nó sẽ là 2 tỷ 672 triệu với hơn 33,98 mét mặt tiền và ngoài ra có 100 mấy dương thổ cư hơn 4.000 mét vuông đất mình đang chạy trên tuyến đường là Long Phú Long Đại và phía trước đó là vật tiền đường DT786 lộ giới quy hoạch 45m tốc độ uh, di chuyển lưu thông giờ ở đây rất là đông ngoài ra thì nhà cửa đã rất là san sát với nhau rồi đây là ấp Long Hóa Long Phú này quý anh chị hướng này là hướng về thị trấn Bến Cầu và về thành phố Hồ Chí Minh còn hướng này là về chợ Long Vĩnh cũng như là Ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh và về thẳng luôn thành phố Tây Ninh Vị trí đất của mình ngày hôm nay nằm cách thành phố Tây Ninh chỉ khoảng 10 cây số thôi quý vị. Và từ vị trí này về thị trấn Bến Cầu là khoảng 18 cây và về ngay Bến xe An Sương là khoảng 80 cây. Một vị trí tương đối để quý vị có thể di chuyển về khu vực mà mình mong muốn. Đây, bên trái là mình đã thấy những cái cột cờ đó là ủy ban nhân dân xã Long Vĩnh ban chỉ huy quân sự xã Long Vĩnh và trạm y tế xã Long Vĩnh tiếp tục là bưu điện xã Long Vĩnh luôn nghe quý anh chị đến đây video em đã khá là đầy đủ thông tin nếu như quý anh chị nào quan tâm để đầu tư lô đất ngày hôm nay thì liên hệ với em qua số điện thoại là 098 18 139 để làm việc trực tiếp nha Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị những video về nhà và đất tiếp theo trên kênh điện thoại tính.